Trước hết thì chúng tôi thấy rằng là việc mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trong cái thời gian vừa qua với lại đại diện viện kiểm sát và các luật sư và các bị cáo thì đã có một phiên tòa có thể nói rằng là đã thực hiện cái việc mà tranh luận, tuy nhiên là cái việc tranh luận cũng như là xem xét đánh giá chứng cứ nó chưa được như mong muốn. Và đặc biệt đối với luật sư chúng tôi thì với cái mong muốn là được tranh luận tới cùng căn cứ vào các cái quy định của pháp luật, tố tụng hình sự cũng như là pháp luật hình sự. Thì chúng tôi nghĩ rằng là việc mà đưa ra bản án như hôm nay thì thực sự là chúng tôi cũng có rất là thất vọng. Bởi vì thực chất là cái quá trình đánh giá chứng cứ thì chúng tôi đã chứng minh tất cả các chứng cứ có trong các cái quy định của pháp luật và cũng đưa ra và phân tích đầy đủ các cái yếu tố cấu thành tội phạm. Nhưng mà tuy nhiên thì hội đồng xét xử cũng như vị đại diện viện kiểm sát đã không lắng nghe, không chấp nhận các quan điểm đó. Thì chính vì vậy cho nên là việc mà tuyên cái bản án như vậy chúng tôi cho rằng là chưa phù hợp và chưa thỏa mãn các quy định của pháp luật, trong đó là có cái việc đánh giá chứng cứ cũng như là để xem xét. Bởi vì trong cái phần nhận định của bản án thì đã có nhiều vấn đề mà các cái chứng cứ nó rất là rõ ràng, đầy đủ trong hồ sơ, và chúng tôi đã chứng minh được rõ ràng là thân chủ của chúng tôi là bị cáo Đinh La Thăng không phải là chủ thể trong cái đối với tội danh này. Mặt khác ấy, thì cũng là không có cái các cái hành vi làm trái cũng như là không phải là cái người gây ra cái thiệt hại, và chúng tôi đã chứng minh các mối quan hệ nhân quả. Trong trường hợp này thì tại phiên tòa chúng tôi cũng đã kiến nghị xem xét cái trách nhiệm của ban thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cũng như là những người có chức vụ quyền hạn tại ngân hàng nhà nước Việt Nam trong cái việc mà không thực hiện khoản 2 điều 55 để điều chỉnh cái tỷ lệ vốn góp của các cổ đông là tổ chức theo quy định của luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/1/2011. Và đồng thời thì cũng trong luật này thì ngân hàng nhà nước đã không thực hiện hết cái trách nhiệm của mình trong cái việc hướng dẫn theo cái khoản 5 điều 161 của luật các tổ chức tín dụng. Như vậy thì tức là trong trường hợp này có thể thấy rằng là có những cái ngay chúng tôi cho rằng là chưa xem xét hết được trách nhiệm của những các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong lĩnh vực ngân hàng, dẫn đến là để xảy ra các cái hậu quả. Ngoài ra thì trong cái phần nhận định của bản án thì cũng không nói nhiều đến các cái quyết định mua không đồng, và đặc biệt là xem xét cái quyết định mua không đồng đó có trái với luật chứng mua chứng dụng tài sản và các quy định khác của pháp luật hay không trong cái việc thực hiện đó. Thì rõ ràng là trong trường hợp này chúng tôi cũng đã đưa ra rất nhiều vấn đề, các cái chứng cứ đã có rất rõ trong hồ sơ, và tuy nhiên trong một trường hợp nào đó thì chúng tôi thấy nó chưa được phản ánh đầy đủ trong cái bản án cũng như là trong phần nhận định. Phản ứng của ông Thăng sau khi nhận bản án như thế nào? Nói chung là tôi không bình luận gì, bởi vì cái việc đấy thì các phóng viên đã biết, không có ý kiến gì. Tôi tin là chắc là sẽ phản ánh. Cái đó thì chúng tôi chưa tiếp xúc thì chúng tôi không biết, nhưng mà tôi cho rằng là những thân chủ của tôi cũng như là các luật sư bảo vệ thì đều cho rằng là rất thất vọng với cái bản án đó, vì cho rằng là nó chưa phản ánh được đầy đủ trong quá trình tranh tụng, chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi. Còn việc kháng cáo hay không kháng cáo là việc của thân chủ của chúng tôi. Tôi có thể là tôi sẽ khách. Cảm ơn anh ạ.